về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các em, cô là cô Thu, giáo viên tại Vietjet. Và ngày hôm nay thì cô sẽ cùng đồng hành với các em trong loạt các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm về hợp chất của sắt. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 1 như sau. Số oxy hóa của sắt trong hợp chất FeO và FeNO3 3 lần lần lượt là A dương 2 và dương 2, B dương 3 và dương 3, C dương 2 và dương 3 và D là dương 3 và dương 2. Thì ngay trong câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ cùng đi xác định số xóa của sắt đúng không? Trong FeO thì sắt mang số xóa là dương 2. Còn trong FeNO3 3 lần thì sắt lại mang số xóa là dương 3. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án là C, dương 2 và dương 3. Chuyển sang câu hỏi số 2. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt 2 là, có nghĩa là sắt thể hiện hóa trị 2 là A là tính oxy hóa, B là tính khử, C là tính bazơ và D là tính oxy hóa và tính khử. Thế các em biết được là sắt 2 ở đây thì có nghĩa là sắt mang số xóa là dương 2. Như vậy trạng thái dương 2 là trạng thái trung gian giữa 0 và dương 3. Đó, sắt có 3 trạng thái oxy hóa, 0 ở trạng thái đơn chất này. Dương 2 là ở trong các cái muối hoặc là các cái hợp chất mà thể hiện hóa trị 2. Và cuối cùng là dương 3. Như vậy dương 2 ở đây là trạng thái trung gian. Nó có thể tăng lên dương 3 để thể hiện tính khử, và nó cũng có thể giảm xuống 0 để thể hiện tính oxy hóa. Như vậy là mình sẽ phải chọn đáp án là D, tính oxy hóa và tính khử. Chuyển sang câu hỏi số 3. Nung nóng hỗn hợp cùng có MgOH 2 lần và FeOH 2 lần ngoài không khí cho đến khi khối lượng không đổi thì thu được chất rắn X và X chứa. Trong bài này chúng ta thấy là cả hai hydroxit này đều là các hydroxit không tan. Hydroxit không tan thì khi nung ở ngoài không khí nó sẽ xảy ra quá trình nhiệt phân. Nhưng lưu ý cho cô đó là FeOH 2 lần này, nhiệt phân nó sẽ tạo ra FeO, nhưng ở đây ở ngoài không khí, ngoài không khí thì nó sẽ tạo ra Fe2O3. Như vậy là chất rắn thu được của mình sẽ gồm có magie oxit và sắt 3 oxit. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án D, magie oxit và sắt 3 oxit. Rất nhiều bạn nhầm lẫn ở trong câu này, đó là chọn đáp án A. Nhưng A chưa chính xác vì nung ở đây đến khối lượng không đổi thì toàn bộ sắt 2 oxit sẽ được chuyển thành sắt 3 oxit. Chuyển sang câu hỏi số 4. Cho các phản ứng chuyển hóa sau, natri hydroxit tác dụng với dung dịch X tạo ra sắt 2 hydroxit. Sắt 2 hydroxit tác dụng với dung dịch Y tạo ra sắt 3 sunfat. Và sắt 3 sunfat tác dụng với dung dịch Z tạo ra bari sunfat. Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là. Trong câu hỏi này thì chúng ta được kiểm tra về các cái tính chất của các hợp chất của sắt đúng không? Cho natri hydroxit tác dụng với dung dịch X thì tạo ra sắt 2 hydroxit, vậy chứng tỏ là dung dịch X của mình sẽ chứa muối sắt 2. Nó sẽ chứa muối sắt 2. Chứa muối sắt 2 thì chúng ta sẽ loại dần ở các đáp án đi. Loại cho cô đáp án A và đáp án B. Tại vì FeCl3 thì là sắt thể hiện hóa trị là 3, hay khác là số xóa là dương 3. Tiếp tục đến dung dịch Y, FeOH 2 lần cộng dung dịch Y tạo ra sắt 3 sunfat, như vậy có sự thay đổi về số oxy hóa. Sắt từ dương 2 tạo sắt dương 3. Như vậy Y sẽ phải là một chất có tính oxy hóa mạnh. Thì Y ở đây phải là H2S4 đặc nóng. Như vậy là mình chọn C luôn rồi. Đó. H2S4 loãng thì không được, thì nếu như dùng H2S4 loãng thì đây chỉ là phản ứng trao đổi thôi thì không được. Và cuối cùng đó là từ Fe2S4 3 lần tác dụng với dung dịch Z tạo ra BaS4 thì Z nó phải chứa bari. Chứa bari và ở cái trạng thái là phải là chất tan trong nước cơ. Chất tan trong nước. Như vậy là mình sẽ chọn BaCl2 hoặc BaNO3 2 lần đều được. Nhưng mà đáp án D đã bị loại vì H2S4 loãng rồi nhá. Như vậy câu số 4 mình sẽ chọn đáp án C. Chuyển sang câu số 5 cho cô. Câu số 5 của chúng ta như sau. Phản ứng nào sau đây sai? A là nhôm tác dụng với lại sắt 3 oxit tạo ra nhôm oxit và sắt. Nhớ phản ứng này có nhiệt độ nhé. Đó. Thì phản ứng này hoàn toàn là chính xác, đây là phản ứng nhiệt nhôm này. B, sắt từ oxit tác dụng với axit chloric tạo ra sắt 2 clorua, sắt 3 clorua và nước, hoàn toàn chính xác. Trong sắt từ oxit thì nó vừa chứa sắt 2 vừa chứa sắt 3. Vì vậy là khi tham gia phản ứng nó sẽ tạo ra đồng thời cả muối sắt 2 và muối sắt 3.
Đó là khi phản ứng với các axit như HCl hay bốn loãng nhé. Phản ứng C, FeO tác dụng với CO tạo ra Fe và CO2, phản ánh cũng đúng nhưng mà thiếu cho cô nhiệt độ. Và D, sắt tứ oxit tác dụng với H2O3 tạo ra FeNO3 hai lần, FeNO3 ba lần và nước, thì phản ứng này chưa chính xác vì H2O3 là chất oxy hóa mạnh, kể cả là HNO3 loãng hay là HNO3 đặc thì nó vẫn thể hiện tính oxy hóa mạnh. Như vậy là sắt nó sẽ được đưa lên trạng thái oxy hóa cao nhất là sắt dương 3 và đồng thời phải có sản phẩm khử, vậy phản ứng này sai. Như vậy là câu số 5 chúng ta sẽ chọn đáp án D. Chuyển sang câu số 6. Cho các hợp chất của sắt gồm có FeO, FeOH 2 lần, Fe3O4, FeCl2 và Fe2SO4 3 lần. Số chất vừa đóng vai trò là chất oxy hóa vừa đóng vai trò là chất khử là. Trong câu này thì các bạn sẽ phải xác định đó là gì ạ? À, chất nào mà nó vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử luôn. Hay khác là vừa đóng vai trò là chất oxy hóa vừa đóng vai trò là chất khử. Thì để đáp ứng được cái điều kiện này thì chúng ta sẽ phải xác định là chất đó vừa tăng và vừa giảm về số oxy hóa. Như vậy nó phải phải đạt cái trạng thái oxy hóa trung gian đúng không? Vậy trong FeO hoàn toàn được vì sắt đây thể hiện số xóa dương 2. FeOH 2 lần cũng được luôn. Fe3O4 cũng được, sắt đây là dương 8 phần 3, có thể tăng lên sắt dương 3 và giảm xuống còn sắt 0. FeCl2 cũng được luôn. Còn Fe2SO4 3 lần thì không được vì sắt đây đã đạt đến trạng thái oxy hóa cao nhất rồi. Như vậy là trong câu này chúng ta có các chất đó là 1, 2, 3 và 4 chất đúng không em? Trong câu này chúng ta sẽ có 4 chất này. À, 1 này, 2, 3 và 4 chất. Như vậy chọn đáp án D. Chọn đáp án D trong câu hỏi số 6. Chuyển sang câu hỏi số 7. Có bao nhiêu chất thỏa mãn sơ đồ X tác dụng với HNO3 tạo ra FeNO3 3 lần, NO và nước? Ở đây các bạn nhìn thấy cho cô như sau này. À, HNO3 và sau phản ứng tạo ra sản phẩm khử. Có nghĩa là nitơ đang từ dương 5 nó giảm xuống còn nitơ dương 2. Vậy bắt buộc ấy trong X này nó sẽ chứa sắt chưa đạt đến trạng thái oxy hóa cao nhất. Đấy ạ. Ngoài ra, ở sản phẩm của chúng ta thì chỉ có muối của nitrat thôi. Vậy thì sắt nó cũng sẽ không chứa nguyên tố nào ngoài các cái nguyên tố như là nitơ oxy hoặc là sắt hoặc là hydro nhá. Như vậy là cô có thể kể tới các chất đó là chất đầu tiên. Chất đầu tiên là sắt ở đây là X ở đây là sắt. Chất thứ hai mình có thể sử dụng FeO. Chất thứ ba đó là Fe3O4. Được chưa? Tiếp tục cô có thể dùng FeOH tất cả hai lần. Cũng được đúng không? Vì sắt đây đang là sắt dương 2. Và tiếp tục một chất mà các bạn hay quên đó là cô có thể dùng FeNO3 tất cả hai lần cũng được luôn nhá. Như vậy là có 1 2 3 4 5 chất. Từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 7. Đó. Nhớ nhá, câu này các bạn rất hay bị lãng quên cái thằng FeNO3 hai lần. Nhiều bạn nói rằng là cô ơi, thế nếu như em dùng FeS4 được không? FeS4 thì không được. Vì sao ạ? Vì sau phản ứng không hề có nguyên tố lưu huỳnh nhá. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 của cô như sau. Cho các phản ứng sau, yêu cầu là phản ứng mà ion sắt 2 cộng bị khử là. Nhớ này, trong câu này lại nhớ cho cô, đó là đề bài yêu cầu người ta hỏi là chất bị khử. Vậy đầu tiên các bạn phải xác định bị khử nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là sắt 2 cộng đóng vai trò là chất oxy hóa nhá. Bị khử thì bằng với lại chất oxy hóa. Có nghĩa là trong phản ứng này thì sắt từ dương 2 nó phải giảm xuống các trạng thái oxy hóa thấp hơn. Cụ thể ở đây là nó sẽ đưa về 0 nhá. Cô sẽ xét tới các phản ứng. Một là dung dịch FeCl2 tác dụng với AgNO3. Phản ứng này trong bài này cô sẽ trình bày chi tiết ra cho các bạn. Chúng ta thấy là FeCl2 khi mà cho vào dung dịch AgNO3 ấy thì ngoài cái việc là
Clo tác CL trừ tác dụng với Ag cộng để tạo ra AgCl ấy, thì nó còn có một cái phản ứng nữa, do cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng đứng trước cặp Ag cộng trên Ag nhá, nên sẽ xảy ra phản ứng đó là sắt đây nhá, do có cái cặp ở dãy số 1 này, dãy số 1 này, do có cặp là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng nó đang đứng trước cặp Ag cộng trên Ag đúng không? Đứng trước cặp Ag cộng trên Ag. Nên là sẽ xảy ra cái quá trình đó là Ag cộng tác dụng với sắt 2 cộng để tạo ra sắt 3 cộng và bạc. Được chưa? Như vậy là Ag cộng này tác dụng với sắt 2 cộng này tạo ra sắt 3 cộng và cộng với bạc. Vậy ở đây sắt 2 cộng nó không hề bị khử nhá. Vậy một không được. Chuyển sang 2. Dung dịch FeSO4 dư tác dụng với ZN. Như vậy là kẽm nó sẽ đẩy toàn bộ sắt ra khỏi muối. Được chưa? Kẽm đẩy toàn bộ sắt ra khỏi muối. Lúc này xảy ra cái phương trình ion đó là kẽm này tác dụng với lại Fe2 cộng thì sẽ tạo ra kẽm 2 cộng cộng với lại sắt. Như vậy là trong phản ứng này thì sắt 2 cộng đang bị khử. Vậy hoàn toàn chọn được cái phản ứng số 2. Đúng không? Phản ứng số 3. FeSO4 tác dụng với KMnO4 và H2SO4 thì sắt ở đây đang từ dương 2. Trong môi trường axit sắt được đưa lên dương 3. Mangan từ dương 7 trong môi trường axit nó sẽ được giảm xuống còn mangan dương 2. Như vậy phản ứng này thì sắt vẫn tăng. Vậy không được. Cuối cùng 4. Dung dịch FeSO4 tác dụng với clo. Clo là chất có tính oxy hóa mạnh. Vậy nó có thể đưa sắt từ dương 2 lên sắt dương 3 nhá. Được chưa? Đưa sắt từ dương 2 lên sắt dương 3. Vậy 4 cũng không được luôn. Được chưa? 4 không được. Vậy là chúng ta sẽ chỉ có cái hai thỏa mãn thôi. Vậy câu 8 mình sẽ chọn đáp án là A. Chuyển sang câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9. Cho 0,1 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư. Thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là trong câu hỏi này chúng ta có được đó là các cái phản ứng xảy ra như sau. Câu hỏi số 9 nhá, câu hỏi số 9 của cô này. Đó. 0,1 mol FeCl3. Trước tiên là các bạn thấy có cặp là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng đứng trước cặp Ag cộng trên Ag đúng không? Nhưng ở đây Ag cộng mới chỉ phản ứng với sắt 2 cộng thôi. Ở đây là sắt 3 cộng vậy nó không hề phản ứng ở cái ion sắt 3 cộng mà ở đây chỉ đơn thuần là phản ứng của cái gì ạ? Phản ứng của Ag cộng với Cl trừ để tạo ra kết tủa thôi nhá. Vậy kết tủa ở đây sẽ có số mol là 0,3 mol. Được chưa ạ? Vậy số mol của AgCl ấy sẽ bằng số mol của Cl trừ. Vậy nó bằng 0,3 mol. Thì từ đó cô tính được m của AgCl sẽ bằng 0,3 nhân với 143,5. Vậy bằng 43,05 gram. 43,05 gram. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 9. Chuyển tiếp qua câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10. Số 10 của chúng ta như sau. Cho m gam hỗn hợp gồm có nhôm và sắt 3 oxit trong môi trường không có không khí. Nung nhá, nung nóng m gam hỗn hợp này trong môi trường không có không khí. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với H2S4 loãng dư thì sinh ra 3,08 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sinh ra 0,84 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Yêu cầu là xác định giá trị của N-M. Thì trong câu này các bạn sẽ thấy được đó là ở cái phần đầu tiên ấy, ở cái giai đoạn đầu thì đúng hơn. Khi mà cô nung nhôm và Fe2O3 trong cái điều kiện là không có không khí thì tại đây nó sẽ xảy ra phản ứng nhiệt nhôm. Xảy ra phản ứng nhiệt nhôm. Có nghĩa là nhôm này tác dụng với lại Fe2O3 này thì sẽ tạo ra Fe và Al2O3 đúng không? Thực ra thì nhiều bạn nói rằng cô ấy nhỡ đâu nó tạo ra FeO hoặc Fe3O4 thì sao? Đúng không? Vậy chúng ta phải xét tới này để chắc chắn hơn về các cái sản phẩm sau phản ứng, ta xét tới các cái dữ liệu phía sau. Ở đây cô có một cái dữ liệu đó là ở phần 2 cho tác dụng với NaOH dư thì sinh ra 0,84 lít khí hydro. Vậy là chứng tỏ là sau phản ứng này vẫn còn nhôm dư.
Mà ở phía trước chúng ta có cụm từ là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy nhôm dư rồi thì không bao giờ nó dừng lại ở cái thằng FeO hoặc Fe3O4. Như vậy là phản ứng này sẽ là nhôm tác dụng với Fe2O3 tạo ra Al2O3 và Fe. Được chưa ạ? Như vậy cô có được cái phương trình này. À, nhôm này tác dụng với Fe2O3 thì tạo ra Al2O3 và cộng với lại Fe. Cân bằng, ta cho 2 vào nhôm và 2 vào sắt nhá. Như vậy chất rắn Y của cô sẽ gồm có những cái gì? Nhôm dư là 1, Al2O3 và sắt. Được chưa ạ? Phần thứ nhất khi tác dụng với 2 bốn loãng thì có hai yếu tố, hai cái chất tạo ra khí hiđro, đó chính là sắt và nhôm dư. Phần thứ hai cho tác dụng với NaOH thì chỉ có nhôm tạo ra khí hiđro thôi. Tất nhiên là ngoài các cái chất này thì nó còn có các cái phản ứng khác, nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến những cái phản ứng mà tạo thành khí thôi nhá. Như vậy phần 1 này, ở phần số 1 thì chúng ta có số mol của hiđro đang bằng 3,08 chia cho 22,4. Như vậy bằng 0,1375. Cô viết quá trình này ra. Ở đây sẽ là gì đây? 2H cộng nó nhận 2E thì sẽ tạo ra H2. Đúng không? 2H cộng cộng với 2E tạo ra H2. Như vậy số mol hiđro đang bằng 0,1375. Nhân 2 lên ra là bằng 0,275. 0,275. Đó, 0,275. Và ở đây cô có là sắt từ 0 này sẽ tạo ra sắt dương 2. Quá trình này nhường đi 2E. Và nhôm từ 0 sẽ tạo ra nhôm dương 3. Quá trình này nhường đi 3E. Sau đó ở cái phần thí nghiệm từ phần 2 này, chúng ta cho tác dụng với NaOH dư thì tạo ra 0,84 lít hiđro. Như vậy phần 2 chúng ta sẽ có là nhôm nó đang tác dụng với NaOH và nước tạo ra NaAlO2 và khí hiđro. Cân bằng là 2 2 2 2, và đây là 3. Vậy số mol hiđro đây là 0,84 chia cho 22,4. 0,84 chia cho 22,4. Thế vậy ra bằng 0,0375. 0,0375 nhá. Cô dịch giấy sẽ lên. 0,0375 thì suy ra số mol của nhôm sẽ là nhân 2 chia cho 3, vậy bằng 0,025. Suy ra số mol nhôm ở trên này cũng bằng 0,025 này. 0,025. Như vậy tính được số mol E ở đây sẽ là 0,025 nhân với 3, vậy bằng 0,075. Từ đó thì chúng ta tính được số mol E ở trong quá trình sắt nhường 2E, nó sẽ là 0,275 trừ đi 0,075, vậy còn lại là 0,2. 0,2 thì chúng ta có được cái số mol sắt này, nó sẽ là bằng 0,1. Nhưng nhớ cho cô này, mình không được phép lấy cái 0,1 này nhấc lên đây. Tại vì sao? Vì chất rắn Y chúng ta được chia ra làm hai phần bằng nhau. Như vậy cô sẽ phải nhân đôi lên. Đây là 0,1 thì nhân 2 lên thì đây sẽ là 0,2. 0,2 thì dẫn tới là số mol của Fe2O3 có trong hỗn hợp ban đầu ấy sẽ bằng 0,2 nhân 1 chia cho 2, vậy bằng 0,1. Và số mol nhôm tham gia phản ứng sẽ bằng 0,2. Được chưa ạ? Vậy bây giờ cô sẽ có trong M gam hỗn hợp ban đầu ấy, nó sẽ gồm có Fe2O3 với số mol là 0,1 mol. Và nhôm thì các bạn nhớ phải cộng với lượng dư. Lượng phản ứng ở đây là 0,2, lượng dư ở mỗi phần là 0,025. Như vậy lượng dư ở toàn bộ trong Y nó sẽ là 0,025 nhân 2, vậy bằng 0,05. 0,05 cộng với 0,2, vậy bằng 0,25. 0,25. Như vậy từ đó các bạn sẽ tính ra được giá trị của NM nhá. Suy ra NM sẽ bằng 0,1 nhân với 160 cộng với 0,25 nhân với lại 27. 0,25 nhân 27 nhá. 0,25 nhân với 27 cộng với 0,1 nhân 160. Vậy cô ra được giá trị bằng 22,75 gam. 22,75 gam. Và với giá trị bằng 22,75 gam, chúng ta sẽ chọn được đáp án là A. Đó, chọn đáp án là A. Nhớ nhá. Nhớ lưu ý cho cô, nhiều bạn là nhấc luôn cái 0,1 lên đây thì chúng ta sẽ không ra được đáp án nhá. 0,1 này phải nhân 2 thì ra 0,2.
0,2 thì số mol nhôm phản ứng là 0,2 và số mol Fe2O3, toàn bộ Fe2O3 ban đầu đã phản ứng hết rồi nhá. Vậy đây sẽ là 0,1 nhấc sang đây. 0,2 và phải cộng với lượng dư các em phải nhân 2 luôn. Được chưa ạ? Vậy đây sẽ là 0,25 nhân 2 là 0,05. 0,05 cộng 0,2 bằng 0,25. Được chưa ạ? Đó là câu số 10. Chuyển sang câu số 11 cho cô. Câu số 11. 11 đề bài cho chúng ta như sau. Cho hỗn hợp gồm có đồng và sắt 3 oxit với tỷ lệ mol là 1:1. Tác dụng với dung dịch HCl dư. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với NH3 dư thì thu được kết tủa là. Ở trong câu này có đề cập tới hai vấn đề. Một, đó là phản ứng của hỗn hợp này với HCl. Và hai, các bạn cần lưu ý cho cô đó là ở đây người ta đang dùng cái NH3 dư. Thì nhớ cho cô đó là một số cái cation có khả năng tạo phức với NH3. Điển hình ở trong bài này chúng ta sẽ gặp đó chính là đồng 2 cộng đồng dương 2 nhá. Vậy ở đây chúng ta sẽ có được đó là gì? À, nhiều bạn nói rằng cô đồng không tan trong HCl. Đúng rồi, đồng không tan trong HCl. Nhưng Fe2O3 khi tác dụng với HCl sẽ tạo ra FeCl3. Sau đó thì đồng sẽ tác dụng với sắt 3. Tại vì ở đây xảy ra trong dung dịch mà. Đồng tác dụng với sắt 3 thì sẽ đưa về sắt 2 và đồng 2 nhá. Như vậy cô sẽ có đây Fe2O3 tác dụng với lại HCl thì sẽ tạo ra FeCl3 và nước. Cân bằng, chúng ta cho 2 vào FeCl3, 6 vào HCl và 3 vào nước. À, vậy giả thiết đây là 1 đi thì số mol FeCl3 sẽ là 2 đúng không em? Đó. Sau đó thì đồng này nó tác dụng với FeCl3 thì sẽ tạo ra CuCl2 và FeCl2. Như vậy cân bằng sẽ là 2 và FeCl3 và 2 và FeCl2. Được chưa? Đó. Thế thì số mol ở đồng là 1, số mol của FeCl2 bằng 2, như vậy là đồng tan hết luôn. Được chưa? 1 này, 2 này và đây là 1. 1 và chỗ này sẽ là 2. Như vậy là cái dung dịch, em ơi, cái dung dịch thu được ấy nó sẽ chứa đồng 2 clorua và FeCl2, sắt 2 clorua. Khi cho vào NH3 dư thì đồng 2 clorua ban đầu nó sẽ tạo ra được COH 2 lần đúng không? Nhưng mà vì NH3 dư nên là COH 2 lần nó tan trong NH3 để tạo ra phức chất. Vậy là kết tủa của mình sẽ chỉ còn lại là FeOH tất cả 2 lần mà thôi. Như vậy mình sẽ chọn đáp án C nhá. Chọn đáp án C. Được chưa ạ? Đó, cô có thể viết các quy trình tiếp theo này. COCl2 cộng với 2NH3 và cộng với 2 nước thì sau phản ứng sẽ thu được CuOH tất cả 2 lần là kết tủa này cộng với NH4Cl, ở đây là 2. Sau đó thì CuOH 2 lần nhé, CuOH 2 lần nó lại tan trong 4NH3 để tạo ra phức chất là CuNH3 tất cả 4 lần OH 2 lần. Đó. Còn đối với lại với FeCl2 thì FeCl2 ở đây sẽ tác dụng với lại 2NH3 và 2 nước để tạo ra sản phẩm, đó chính là cái gì? Để tạo ra sản phẩm đó chính là FeOH tất cả 2 lần và 2NH4Cl nhá. Như vậy là kết tủa còn lại nó chỉ có FeOH 2 lần mà thôi. Đó là câu số 11. Vậy câu này các bạn cần lưu ý cho cô nhá. 1, đó là tỷ lệ của Fe với Fe2O3 là 1:1. Như vậy là sau phản ứng nó không còn, nghĩa là toàn bộ đồng nó đã tác dụng hết rồi và nó cũng không còn sắt 3 clorua nữa nhá. Chuyển tiếp sang câu số 12. Tiếp tục chuyển sang câu số 12 cho cô. Câu số 12 của chúng ta như sau. Cho 34,8 gam hỗn hợp gồm có sắt 2 oxit, sắt 3 oxit và sắt 4 oxit phản ứng hết với dung dịch axit nitric loãng dư, thu được 1,12 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X.
Cô cạn dung dịch X sau phản ứng thu được M gam muối khan. Giá trị của M là... Ở trong câu này thì chúng ta thấy được là à, bài này mình có thể làm bằng cách là quy đổi đúng không các em? Đó, quy đổi cái hỗn hợp ban đầu này về sắt và oxy. Vì cô nhìn thấy đó là có bốn chất nhưng mà nó chỉ xoay quanh hai nguyên tố thôi, đó là nguyên tố sắt và nguyên tố oxy. Vậy chúng ta sẽ đưa về sắt và oxy. Sau đó thì sử dụng phương pháp bảo toàn E, đúng không? Đó chính là cái dạng quy đổi của cô. Các bạn nào mà học live của cô ở trên page thì các bạn biết được cái phần này rất là rõ rồi, đúng không? À, vậy ở đây chúng ta sẽ quy về sắt và oxy này. Khi đó cô gọi số mol của sắt nhá, cô quy nó về sắt và oxy. Oxy là có thể O2 cũng được nhá. Gọi số mol của thằng này là X và số mol thằng này là Y. Như vậy mình có được cái phương trình thứ nhất, đó là 56X cộng với 56X cộng với lại 32Y thì sẽ bằng 34,8. Đó, đây là phương trình số 1. Tiếp tục, khi đi vào trong HNO3 thì toàn bộ sắt sẽ tạo ra sắt dương 3. Được chưa? Nitơ ở đây thì từ dương 5 nó về nitơ dương 2. Như vậy cô có các quá trình sắt từ 0 tạo ra sắt dương 3. Quá trình này nhường đi 3E. Oxy nhận 4E để tạo ra 2Oxy-2. Và nitơ từ dương 5 nhận 3E để tạo ra nitơ dương 2. Như vậy trong bài này chúng ta đã có được số mol nitơ dương 2 rồi. 1,12 chia 22,4 lại bằng 0,05. 0,05 thì dẫn tới số mol E nhận đây sẽ bằng 0,05 nhân 3, vậy bằng 0,15. X là số mol của sắt thì cô có số mol E nhường sẽ là 3X. Y là số mol của oxy, vậy đây sẽ là 4Y. Như vậy bằng bảo toàn E, thì cô sẽ có được đó là 3X trừ đi 4Y sẽ bằng 0,15. Đây sẽ là phương trình số 2. Vậy từ 1 và 2 các em sẽ tìm ra được X và Y đúng không? 1 này và 2 này, chúng ta ra được X và Y. Năm mươi sáu x cộng 32y bằng 34,8. 3x trừ đi 4y bằng 0,15. Như vậy x bằng 0,45 và y bằng 0,3. 0,45 và y bằng 0,3. Từ đây thì các em sẽ có được đó là người ta yêu cầu tính khối lượng muối khan. Vậy là số mol của FeNO3 ba lần chính là bằng số mol của sắt. Như vậy cô có được M của FeNO3 ba lần sẽ bằng 0,45 nhân với phân tử khối đúng không? Phân tử khối của nó bằng bao nhiêu đây? 56 cộng với 62 nhân 3 bằng 242. Cô lấy 242 nhân 0,45, như vậy bằng 108,9 gam. 108,9 gam. Từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án đúng, đó chính là đáp án B trong câu hỏi số 12. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta như sau. Để khử hoàn toàn 7,52 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần 0,12 mol CO. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 7,52 gam hỗn hợp X trong dung dịch He4 đặc nóng thì thu được thể tích V lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là... Đó, đây là câu số 13. Vậy thì trong câu này các bạn sẽ thấy được đó là chỗ này có câu là khử hoàn toàn thì cần. Vậy là trong phản ứng này thì CO nó sẽ cướp mất oxy của cái thằng oxit sắt đúng không? Đó, như vậy là số mol oxy trong này nó sẽ bằng 0,12. Cho những cái thằng X này này, cho X này tác dụng với He4 đặc nóng thì thu được V lít SO2. Như vậy mình sẽ làm bảo toàn E tiếp theo, đúng không? Cô có là số mol của oxy ở trong X ấy, nó bằng với số mol của CO. Như vậy nó bằng 0,12. Vậy bài này mình sẽ đưa cái X này về sắt với lại oxy, đúng không? Thì suy ra được số mol của sắt sẽ bằng 7,52 trừ đi 0,12 nhân với 16, tất cả chia cho 56. Vậy bằng
7,52 này trừ đi 0,12 nhân với 16 này chia cho 56 vậy bằng 0,1 mol. Được chưa? 0,1 mol. Sau đó chúng ta sẽ xử lý tiếp. Đến đây rồi thì cô sẽ dùng bảo toàn E thôi nhá. Sắt từ 0 sẽ tạo ra sắt dương 3. Quá trình này nhường đi 3E. Oxy từ 0 nhận 2E tạo ra oxy trừ 2. Số mol sắt mình có rồi 0,1, đây là 0,3. Số mol oxy là 0,12, đây sẽ là 0,24. Tiếp tục là lưu huỳnh từ dương 6 nhận 2E để tạo ra lưu huỳnh dương 4. Đó, dương 4. Vậy thì dùng bảo toàn E cô sẽ có là 0,3 sẽ bằng 0,24 và cộng số E đây đúng không? Như vậy đây chúng ta sẽ thấy là 0,3 trừ 0,24 vậy bằng 0,06. 0,06 thì dẫn tới là số mol SO2 sẽ bằng 0,03. Từ đó chúng ta tính được V sẽ bằng 0,03 nhân với 22,4 vậy bằng 0,672 lít nhá. Như vậy chúng ta ra giá trị bằng 0,672 lít. 0,672 lít thì chúng ta sẽ chọn đáp án B trong câu số 13. Làm quen rồi thì cái này chỉ bấm máy tính thôi. Tiếp tục với câu số 14. Câu 14 của chúng ta như sau. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol. Hòa tan hết vào dung dịch Y gồm HCl và H2S4 loãng dư. Thu được dung dịch Z. Nhỏ từ dung dịch CuNO32 lần 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích của CuNO32 lần cần dùng và thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là. Đó là câu số 14 nhá. Đó là câu số 14. Thế thì ở trong câu này các bạn sẽ thấy được đó là gì ạ? Chúng ta làm xuôi thôi. Chúng ta làm xuôi, chúng ta xét xem là cái thành phần nào sẽ tác dụng với lại CuNO32 lần đây nhá. Và tất nhiên là câu này thì đừng viết phương trình mà các em sẽ sử dụng phương trình sử dụng cái quá trình hoặc là sử dụng phương trình ion thôi, đừng viết phương trình phân tử nhá. Hỗn hợp ban đầu cô có số mol là 0,1 mol. Mỗi chất có số mol bằng 0,1 mol. Khi tác dụng với HCl thì đây thì sắt thì chỉ tạo ra sắt dương 2 thôi, còn các cái sản phẩm sau thì nó chỉ là tham gia phản ứng trao đổi thôi. Vậy tính cho cô luôn đó là số mol của sắt dương 2 bằng bao nhiêu và số mol sắt dương 3 bằng bao nhiêu nhá. Vậy ở đây cô sẽ có được này, trong cái dung dịch Y hòa tan dung dịch Y trong dung dịch Z. Dung dịch Z của cô sẽ gồm có Fe2 cộng Fe dương 2. Fe dương 2 đây là 0,1 này, cộng 0,1 nữa là 0,2. 0,2 cộng với 0,1 đây nữa là 0,3. Đó, 0,3. Lưu ý cho cô nhé, cái thằng Fe3O4 ấy thì chúng ta viết là FeO ngập Fe2O3, có nghĩa là nó sẽ gồm có FeO và Fe2O3 theo tỷ lệ mol 1:1. Vậy số mol này là 0,1 thì FeO cũng có ở trong này là 0,1. Như vậy là số mol của Fe dương 2 sẽ là 0,1 cộng 0,1 cộng 0,1 vậy bằng 0,3. Tiếp tục đến Fe dương 3. Fe dương 3 ở đây sẽ có trong Fe2O3 này. Đây là 0,1 nhân chỉ số 2, vậy là 0,2. 0,2 với chỗ này 0,2 nữa thì thành là 0,4 nhá. 0,4 mol. Ngoài ra X phản ứng với Y chứa H cộng dư thì trong dung dịch Z này cũng sẽ có H cộng một lượng dư luôn nhá. Bây giờ mình cho nó tác dụng với CuNO32 lần 1M thì thấy có khí NO thoát ra. Tại đây thì chúng ta thấy được là nó sẽ xảy ra phản ứng từ sắt từ dương 2 tăng lên sắt dương 3. Còn NO3 trừ này các em ơi, NO3 trừ này kết hợp với H cộng để tạo ra NO. Như vậy cô có các quá trình sắt từ dương 2 tạo ra sắt dương 3. Quá trình này nhường đi 1E. Và bên cạnh đó là NO3 trừ tạo ra NO. Bên nào thiếu oxy chúng ta thêm nước. Như vậy ở đây sẽ thiếu 2 oxy so với bên trái, vậy là cộng với 2 nước. Cộng 2 nước thì bên trái chúng ta sẽ phải bù lại bằng 4H cộng.
Quá trình này ở bên phải đang trung hòa về điện, bên trái có 1 trừ với 4 cộng là còn lại 3 cộng. 3 cộng thì quá trình này phải nhận 3E. Được chưa? Số mol của Fe dương 2 đang là 0,3. Như vậy số mol E nhường này cũng bằng 0,3 luôn. Vậy cô nhấc 0,3 sang đây. Đó, bảo toàn E mà. Cô nhấc 0,3 sang đây. Thì cô có được số mol của NO3 trừ ấy, phản ứng nó sẽ bằng 0,3 nhân 1 chia 3, vậy bằng 0,1. Và số mol của NO ấy sẽ bằng bao nhiêu ạ? Số mol NO ở đây nó sẽ bằng 0,1. Nhưng nhớ cho cô, NO3 trừ lấy từ CuNO3 hai lần. Như vậy chúng ta có được là số mol của CuNO3 hai lần ấy nó sẽ bằng 1/2 số mol của NO3 trừ nhá. Vậy bằng 0,05. CnM1 này ok. Vậy là từ đó chúng ta có được cái V của CuNO3 hai lần, V của CuNO3 tất cả hai lần nó sẽ bằng 50 ml. Được chưa? 50 ml. Tiếp tục tính thể tích của khí NO thoát ra. Như vậy là trong bài này chúng ta thấy là cái V đây 0,1 mol thì suy ra V của nó sẽ bằng 2,24 lít. Đó. Như vậy là thể tích của CuNO3 hai lần thì bằng 50 ml này. Còn V của NO thoát ra thì bằng 2,24 lít. Vậy AB không có đáp án đúng rồi. Chuyển sang CD xem sao. À, 50 và 2,24, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C nhá. Chọn đáp án C trong câu hỏi số 14. Tiếp tục cô chuyển sang câu hỏi số 15. 15 là câu cuối cùng trong cái loạt câu trắc nghiệm trọng tâm về hợp chất của sắt của cô ngày hôm nay. Hỗn hợp X gồm có Fe bao 4, CuO và nhôm. Đó. Trong đó oxy chiếm 25% về khối lượng. Cho 1,344 lít khí CO ở điều kiện tiêu chuẩn đi qua m gam x nhiệt độ. Sau một thời gian thì thu được chất rắn Y. Và hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với hydro bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong HNO3 loãng dư thì thu được dung dịch chứa 3,08 m gam muối và 0,896 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn và là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của M gần nhất với giá trị nào sau đây? Trong câu hỏi này ấy, thì cô sẽ thêm một cái bước nữa vào trong cái đề bài, đó là cô cho một cái hỗn hợp A nào đó, nó gồm có 3 kim loại, đó là sắt, đồng và nhôm, đều ngoài không khí, thì sau một thời gian thu được M gam X, để chúng ta xử lý bài toán một cách dễ dàng hơn nhá. Đó, các bạn hoàn toàn có thể xử lý bằng cách là thêm một cái bước ở trước đó. Được chưa? Khi đó cô sẽ tóm tắt được cái đề bài như sau. Được chưa? Cô có này. Có A này. A ở đây của cô gồm có Fe, Cu và nhôm nhá. Fe, Cu và nhôm. Sau đó cái thằng này này. Thằng này để ở ngoài không khí nhá. Để ở ngoài không khí có oxy thì nó sẽ tạo ra m gam x. X ở đây chúng ta đang gồm có Fe3O4 này, CuO này và nhôm. Được chưa? Cái thằng này tiếp tục mình cho nó phản ứng với cái gì ạ? Cho tác dụng với CO. Cho tác dụng với CO cộng với CO. Và số mol của CO ở đây là 0,06. 1,344 lít mà. Tạo thành chất rắn Y. Và khí Z. Z này của mình sẽ gồm có CO và CO2 đúng không các em? Số mol của CO và CO2 đúng bằng 0,06. Mà mình lại có tỷ khối. Như vậy các em sẽ tìm ra số mol của từng chất khí này sẽ là 0,03. Đây cũng là 0,03 luôn. Bây giờ chất rắn Y, Y này chúng ta cho tác dụng với HNO3 cộng HNO3. Sau phản ứng nó tạo ra cái gì ạ? Sau phản ứng thì kim loại đưa lên trạng thái oxy hóa cao nhất, đó là Fe dương 3 này, đồng dương 2 này và nhôm dương 3. Được chưa? Nhôm dương 3.
Ngoài ra thì còn có tạo ra NO. Số mol của NO bằng 0,04. Như vậy chúng ta sẽ có được, cô đặt chung ba kim loại là M đi. Đó, ba kim loại cô đặt chung là M. M từ 0 thì sẽ tạo ra M dương N, quá trình này nhường đi NE. Được chưa? Quá trình này của cô nhường đi NE. Trong bài này chúng ta đã có được đó là ở trong cái lập X này thì oxy chiếm 25% về khối lượng nhá. Oxy chiếm 25% về khối lượng. Đó. Oxy ở đây này chiếm 25% về khối lượng. Tiếp tục là chúng ta sẽ có được cái gì tiếp ạ? À, chúng ta có được cái gì tiếp theo đây? Chúng ta có được đó là CO carbon ấy. Carbon thì nó đang từ dương 2 tạo ra carbon dương mấy ạ? Nó tạo ra carbon dương 4. Như vậy quá trình này nhường đi 2E. Sau đó oxy thì sao đây? Oxy từ 0. Oxy từ 0. Được chưa ạ? Oxy từ 0. Nó nhận 4E để tạo ra 2 oxy trừ 2. Và nitơ từ dương 5 nhận 3E thì tạo ra nitơ dương 2. Được chưa? Cô dịch giấy sẽ lên một chút này. Tạo nitơ dương 2. Số mol này bằng 0,04 rồi. 0,04 nhân với 3 thì bằng 0,12. Số mol này là 0,03 thì dẫn tới số mol E ở đây sẽ là 0,06. Được chưa? Tiếp tục. Oxy ở đây nó chiếm 25% về khối lượng. Vậy là cái giá trị M ở đây sẽ là 0,25M chia cho 325M đem chia cho 32. Được chưa? Vậy cô tính được số mol E ở đây sẽ bằng 0,25 chia cho 32 và nhân với 4. Vậy là bằng M chia cho 32. M chia cho 32 nhá. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ có là đề bài yêu cầu tính giá trị, tính M, tính giá trị của N, M, M gần nhất với giá trị nào sau đây. Và chúng ta có một cái dữ liệu nữa là 3,08 tạo ra 3 với này này, kết hợp với NO3, kết hợp với NO3 trừ ấy thì nó sẽ tạo ra 3,08 M gam muối. Yêu cầu là tính giá trị của N, M các em nhé. Được chưa? Yêu cầu tính giá trị của N, M. Vậy rõ ràng là trong bài này thì cô sẽ xử lý như sau này. Đó. Cô xử lý như sau. Cô bảo toàn E thì cô sẽ tìm ra được số E ở đây đúng không? Số E ở đây nó sẽ bằng gì ạ? Số E ở đây nó chính là bằng số mol NO3 trừ tạo muối ở trong này. Được chưa? Như vậy nó sẽ bằng 0,12 cộng với M trên 32 và trừ đi 0,06. Như vậy là cô có được biểu thức là 3,08 M ấy sẽ bằng M của kim loại. M của kim loại thì chính là bằng bằng gì đây? M của kim loại thì chính là bằng MX trừ đi M oxy. Như vậy mà M oxy chiếm 25% thì M kim loại sẽ chiếm 75% hay chính là 0,75M nhá. Bằng 0,75M và cộng với này, cộng với 62 nhân số mol NO3 trừ tạo muối. Được chưa? NO3 trừ tạo muối. Bây giờ cô biểu diễn cái số mol NO3 trừ tạo muối là xong, đúng không? Vậy ở đây cô có, từ đây cô suy ra được đó là mình có là số mol của NO3 trừ tạo muối ấy thì nó bằng 0,12 này cộng với N trên 32 và trừ đi 0,06. Vậy thay vào trên thì chúng ta tìm ra được cái giá trị của N, đúng không? Đó. Ở trên này chúng ta đang có là 3,08 trừ đi 0,75 phải bằng 2,33. 2,33 này, 2,33 cô đem chia cho nào, rút ra được cái biểu thức gì đây? Cô viết thế sang đây nhá. Thế sang đây một chút này. Ở đây cô có là 2,33 NM ấy, nó đang bằng 62 nhân với chỗ này còn lại là 0,06. 0,06 cộng với M trên 32. Từ đây tìm ra được giá trị của N, M bằng
À, như vậy cô rút ra được cái giá trị của M bằng 9, sấp xỉ 9,48, 9,48 gram, được chưa? Và với giá trị bằng 9,48 gram như vậy, thì chúng ta chọn cái giá trị gần nhất, giá trị của M gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì rõ ràng là mình sẽ chọn đáp án A trong câu số 15, đúng không? 9,48 thì nó sẽ gần nhất với 9,5. Và như vậy là cô và các em vừa đi qua 15 câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm về hợp chất của sắt. Hy vọng rằng là với 15 câu hỏi này thì các bạn sẽ vững vàng hơn về các bài tập liên quan tới sắt cũng như là hợp chất của sắt. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp của cô. Và nếu như có bất kỳ vấn đề gì cần giải đáp thì các bạn sẽ comment xuống phía dưới của video. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.